Sang năm mới rồi anh em ơi, thì anh em nào mà chưa có nick chơi hoặc có nhu cầu muốn mua vàng hoặc mua ngọc thì hãy truy cập ngay dịch vụ game.vn để ủng hộ mình nhé. Trên shop có 3 loại nick, đó chính là nick sơ sinh, nick tầm trung và nick win doanh trại cho anh em mua nhé. Ở đây còn có kho item, dưới đây còn bán thêm 2 loại game là Free Fire và Liên Quân Mobile nữa. Ở phần thử vận may có thử vận may sơ cấp và thử vận may VIP nhé. Ở phần đó chính là dịch vụ game thì có bán vàng, bán ngọc, úp bí kíp, săn đệ tử, úp sức mạnh đệ tử, úp sức mạnh sư phụ làm nhiệm vụ và nhập nick cho anh em nha. Và hôm nay có một cái cực kỳ hot, đó chính là bán ngọc đã nâng giá lên X, đó chính là X6.5. 100k nhận ngay 650 ngọc. Đây là giá bán ở trong Tết nha anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì hãy truy cập ngay dịch vụ game.vn nha. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì cũng đã sang năm mới rồi, thì mình cũng xin chúc anh em có một năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập hay là trong công việc nha anh em. Thì ngày hôm nay quay trở lại với top 1 giải siêu hạng của nick trái đất này đây. Thì hôm nay mình cũng chuẩn bị một ít vàng và một ít ngọc để như kiểu là khai xuân anh em ơi. Và con đệ tử ngoài ra hôm qua nó có sự kiện X3 ấy, thì cũng đã lên được 40 tỷ 1 rồi. Và cũng mắc được cái HP của chỉ số đó chính là 80 tỷ rồi nha anh em. Nói chung là khá là ok luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip đó chính là mở nội tại mới cho cái nick này. Ngoài ra thì mình cũng đi test thêm thử đánh ở trong giải siêu hạng xem là mình sẽ lên được top bao nhiêu nha anh em. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đó chính là... À không, trước tiên thì mình sẽ đi nâng một số skill nữa đi. Thì mình sẽ nâng Thôi Miên lên cấp 7 này với cả Khiên lên cấp 7 đi. Còn cái dịch chuyển tức thời thì không cần, tại vì trên võ đài không dùng được dịch chuyển tức thời mà anh em. Nó hình như nó bị lag hay sao anh em ạ. Ok, giờ thì chắc là chúng ta sẽ bắt đầu đó chính là học skill lên cấp 7 nha. Sáng nay thì mình cũng... nạp 1 triệu vào game thì được là 8k2 ngọc hay sao anh em ạ. 8k250 hay sao anh em. Đó. Thì năm nay không hiểu sao 1 triệu lại được ít hơn năm ngoái. Năm ngoái là hình như 1 triệu được 9750 cơ, năm nay tự nhiên được có 82 bao nhiêu ấy. Đó, thì cũng khá là giảm mất tầm 1k ngọc của anh em đấy, nhưng mà không sao. Có sự kiện X3 là ok rồi anh em. Thế nên là anh em nào mà như kiểu là không có tiền nạp tầm 1 triệu ấy, thì có thể lên shop bán vàng ngọc.vn hoặc dịch vụ game.vn để mua ngọc ủng hộ mình nhá. Ok, giờ thì mình sẽ tiến hành đó chính là học tiếp skill đây. Đã đến Khiên cấp 5 rồi này. Tiếp theo là cấp 6. Ui, cấp 7 là 700 ngọc đây anh em ơi. Có phải ít gì đâu. Mẹ chưa gì đã mất. Úi dồi ôi, đã mất 2k ngọc rồi. Úi dồi. Úi dồi ôi, mới mở đầu clip năm mới. Chết giờ anh em ạ. Với cả cái nick này, trái đất này của mình chưa mở giới hạn sức mạnh nữa. Mình mới mở cho đệ thôi, chưa mở cho sư phụ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi mở cho sư phụ luôn nha anh em. Mất thêm 400 ngọc nữa đây chứ không phải ít đâu nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ lên với thánh địa Kaio đi. À mà anh em xem clip đến đây thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, giờ thì chúng ta lên 80 tỷ luôn. Và bây giờ mình sẽ cộng mắc chỉ số thôi. Tại vì lần trước mình cũng để dư tầm 13 tỷ tiềm năng, thế này là quá hợp lý luôn rồi đúng không anh em. Đó, úi xôi ơi, mắc luôn sức đánh này. Tiếp theo là mình sẽ cộng HP đi. Tiềm năng dư thì có thể là mình sẽ cộng thêm vào giáp gốc nha anh em. Đấy, tại vì lên 50 tỷ sức mạnh như này rồi đi vào bản đồ kho báu ké không được nhiều tiềm năng đâu anh em ạ, được ít lắm. Thế nên là xương xương như này thôi đây nhá anh em. Đó, rồi, thì bây giờ mình sẽ tập trung vào đó chính là mở nội tại mới nha. Hôm trước là mình có đọc comment của anh em, rất là nhiều anh em comment cho mình bảo là mình lấy cái nội tại đó chính là đấm chí mạng liên tục khi dưới bao nhiêu phần trăm máu đấy. Thì ok, hôm nay mình sẽ săn cái nội tại đấy nha anh em. Rồi, thì bắt đầu thôi nào. Vàng rơi từ quái 104 à. Kamezoko 6%. Đây, nhiều anh em bảo mình lấy cái chí mạng liên tục HP dưới này thì chắc là mình lấy dưới tầm 40% đi. 40% thì mình lấy nha anh em. Nói chung là càng cao càng tốt thôi. Vàng rơi từ quái 163. Thái dương hạ san. Ui dồi ôi, toàn rơi vàng rơi từ quái với cả Kamezoko thế này. Giờ trứng rồi. We'll be right back.
25%, 78%, khi năng lượng 26%. Oh yeah baby. Thôi miên. Ai à, sao mày. Ui, khi năng lượng 54%, tốc độ hồi phục trên 55%. Ui, ngon anh em ơi. Nội tại lại được nha. Trời ơi, mất 3k ngọc với cả một đống vàng, cuối cùng cũng ra được một cái nội tại hợp lý rồi anh em ạ. Hợp tình hợp lý luôn. Thì ngay bây giờ mình sẽ chuyển cái set HP ra cho con đệ và đi test trong giải siêu hạng cho anh em xem nhá. Ok, khá là ngon. Ai à, mình vừa mới chuyển set HP sang cho con đệ đây. Toàn 30% luôn nha anh em. Zada cũng 30% luôn. Và con đệ lên được 3 triệu HP luôn anh em ơi. Ok, và sau khi hợp thể mình là lên 3,2 triệu anh em ạ. Rồi, thì ngay bây giờ mình sẽ về nhà lấy cái set phản sát thương ra để mình đi test ở trong giải siêu hạng xem nó như thế nào, xem sức mạnh của bên server 6 nó như thế nào nha anh em. Nghe anh em kể là mình cũng hơi nóng lòng rồi đấy anh em ạ. Nhiều anh em nói với mình server 6 toàn quái vật. Ok, để hôm nay mình sẽ đi test xem độ quái vật của server 6 nó như nào nha. Đấy, rồi ôi, set phản sát thương vào là ok ngay. Rồi, giờ thì mình sẽ vào giải siêu hạng để xem nó như thế nào nhá. 3,8 triệu HP, anh em ơi, không vứt được cái này đi này. Ok, ăn hai cái item này vào thôi, không cần cuồng nộ luôn anh em ạ. Quất nha anh em, quất thử luôn này. Đầu tiên là một thanh niên say da, ai à, 200k HP, lên võ đài khá là chiến nhẹ. Ai à, một kame đi luôn à. Ok, tiếp tục thôi nào, xem nào. Music à, music 1,1 triệu HP cơ à? Khá là chiến nhở, không biết là xây ra hay trái đất đấy. Ô sao mình đấm yếu thế nhở. À quên mất, mình đang mặc xếp phản sát thương mà, sao tự nhiên lại đi choáng nó lại làm chi, phải để nó đấm mình chứ. Mình bật khiên lên, úi rồi khiên liên tục luôn, 54% cơ mà anh em. Bật cái hết lại hồi, bật cái hết lại hồi, lo cái gì. Ô sao thằng này một máu mà mình không đấm chết nó được nhở. What, hình như là nó, à nó có hút máu hay sao ấy anh em ạ. Hình như là nó có phần trăm hút máu anh em ơi, khá là khó giết. Ok, cho mày hết khiên đi, xem ai hết khiên trước nhá. Ai hết khiên trước thì người đấy thua thôi. Dăm ba thằng music. Ai à, sao trâu thế nhở anh em nhở. Lối khiên ta, khiên 7 à, khiên 7 à. Ok, lên hạng 2000 rồi anh em ơi. Không biết hôm nay lên được top bao nhiêu đây. Tiếp theo là một thanh niên nem hot le, 1,4 triệu. Đấm đấy, đấm đấy. Ok, tự đấm tự ăn nha. Mình không thèm đấm luôn. Cho thanh niên đấy tự đấm tự chết. Ok, ok, ok. Ok, lên hạng 1000 luôn rồi anh em. Hack hạng nhanh quá. Đây rồi, đến với một thanh niên vào cái top này là được 1 ngọc một ngày này. Đấm đi. À, thanh niên là say ra thì ok thôi, say ra thì dễ thôi. Chứ mình tưởng là trái đất là với căng. Ok, vào được hạng mà đã được nhận ngọc một ngày rồi nha anh em. Tiếp theo là nam chọc nè, xem nào. 4,000,000 HP, ai à, chiến nha. Ai à, say ra thì lại không sợ rồi anh em. Chỉ sợ trái đất thôi. Mình cứ tưởng 4,000,000 HP mà là của trái đất thì là với gọi là căng nha anh em. Trái đất mới là căng. Ok, ok, 300 rồi. Ui, lên hạng nhanh nhờ anh em nhờ. Xếp phản sát thương này leo đã thật anh em ạ. Ok, tiếp theo là Linh Giang. Trái đất hay sao ấy? Trái đất đúng không? Ok, trái đất thật. Thôi miên, ui, thanh niên đấm ác thế nhờ. Thấy máu thanh niên đấy tụt, chưa kịp nhìn đã thấy trắng máu rồi. Nhanh thật. Hình như thanh niên này HP, à, sức đánh cao nhưng mà HP thấp anh em ạ. Rồi thì tiếp theo mình xem nào. Mr. VIP à? À đâu, Mr. Siêu VIP cơ. Siêu VIP. Đợi tí. Trái đất à? À trái đất à? Trái đất đối với mình thì chết ngay. Trái đất mà chơi đấm Kaioken gặp cái xếp phản sát thương này là đi ngay. Phải nói là xếp Kaioken mà gặp xếp phản sát thương như kiểu gặp khắc tinh ấy. Đấy, sổi ôi, không có tuệ luôn anh em. Lên hạng 94 rồi. Tiếp theo là 84, gặp một thanh niên S1 lửa à. Ok, S1 lửa, bật khiên lên này. Để mình test cái nội tại khiên. À, thanh niên là say ra thì không sợ. Mình cứ tưởng thanh niên này là trái đất là hơi căng đấy. Tại vì thanh niên vừa rồi đấm mình cũng tốn khá là nhiều máu đấy. Ok, đấm đi, sao thanh niên đấm chậm thế nhở. Đấm nhiệt tình lên. Nhiệt tình lên nào, sao đấm lại dè chừng thế. Dè chừng thế nhở. Ok, ok, đi, 84. Ơ sao leo ở bên server 6 lên 84 dễ thế nhở. Tiếp theo là 74 này. 74 xem là thanh niên bao nhiêu đây, mà có phải đáng sợ gì không đây. Choáng lại này, một trưởng này, một đấm này, ai thanh niên này khá là trâu nha anh em. À lại là một say ra.
xảy ra thì tất nhiên là mình không sợ rồi. Tiếp theo nào, 64 là chim tây à, chim tây à, ui chim tây thì có vẻ là khá là to đấy nhở. Chim tây, à một thanh niên trái đất anh em ơi. Ai à, ai à, lại là một thanh niên đấm kaioken à. Ôi chú chết 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 rồi, thanh niên này có hút HP. Dở rồi, ai à. Thua trận đầu tiên trong ngày, cay nhở, quyết tâm trả thù, quyết tâm trả thù. Để mình bật khiên lên nha anh em. Khiên lên là thanh niên không làm gì được mình ngay. Đấy, chơi đấy, chơi đấy. Sao? Bạn thích sao? Bạn thích gì mình chiều đấy, ok. Gì nào? Đấm thế này thì lấy đâu ra mà giết được mình bạn ơi. Bạn ơi, bạn ơi. Ok, tiếp tục là Dream Ngọc Rồng, ước mơ Ngọc Rồng à? Ước mơ Ngọc Rồng 500k HP, xây ra trái đất. À, trái đất. Ui. Vừa đấm mình phát đi luôn cây máu. Trời ơi, cái set phản sát thương này nó lợi hại thật đấy anh em ạ. Anh em nào mà như kiểu là muốn đi PK cứ mua cái set này về mà như này. Úi dồi ôi, leo nó dễ chưa kìa. 54, tiếp theo là 44, tiến phụ hồ. 6 triệu HP, không biết là xây ra trái đất đây. Trái đất à? Trái đất hay xây ra đây? Mình khá là sợ trái đất anh em ạ. Xây ra thì không sợ rồi. Xây ra thì mình tuổi gì với trái đất này. Trái đất mà chơi HP gặp xây ra là xây ra tắt điện ngay. Xây ra không có tuổi ngay. Ok, 44. Tiếp theo là fake 6 sao. À, thanh niên này mình thấy khá là quen này. Khi thấy đi săn bot liên tục thông báo thanh niên này săn bot này. Hình như thanh niên này chùm phá bot đúng không ta? Chùm phá bot trên bộ hung đúng không ta? Mình thấy quen lắm đây này. Tại vì trong những hành trình cày nick của mình thấy thanh niên này khá là nhiều nha. Có vẻ là một thanh niên mình khá là ghét ở bên server 6 này. Đi luôn. Ok, tiếp theo hạng 24. Gia Xuân 1 triệu thì hình như trái đất đúng không? À, xảy ra mà chơi sức đánh leo làm sao nổi bạn ơi. Đi ngay. Xảy ra mà lại chơi sức đánh leo võ đài là dở người rồi. Võ đài này chỉ chơi phản sát thương hoặc là chơi hút hoặc là chơi HP thôi bạn ơi. Bạn 1 triệu HP mà bạn leo được cái hạng này cũng giỏi đấy. Giỏi đấy bạn ạ. À, bạn này có hút à? Bạn này có hút rồi anh em ơi. Bạn ra xoan này bạn có hút rồi. Khá là khó giết anh em ạ. Nào. Chắc là đợi bạn đi hết khiên thôi. Đợi bạn đi hết khiên rồi mình kết liễu bạn đi thôi. Đi chưa? Vẫn chưa đi. Hút ghê nhỉ. Khiên lâu đấy bạn ơi. Hết khiên đi nào. À đây hết khiên rồi này. Hết khiên. Ây à, hạng 24 dễ dàng nhờ. Tiếp theo là hạng 14 nha anh em. Mới thua có một trận thôi đấy. Hạng 14 là trái đất rồi. Trái đất đúng không? Ấy, trái đất biết ngay mà. Ôi trời. Trái đất mà gặp mình là tắt điện ngay mà. Phản sát thương ác lắm anh em ơi. Đợi hết choáng là bạn đi ngay. Hạng 14 liền. Tiếp theo là leo hạng 4 luôn được không? Không được, phải leo hai hạng 1 anh em ạ. Country 6 sao, 10 triệu HP. Ai à, xây ra. Ây, mày thế xây ra. Mình lại cứ tưởng trái đất là mình hơi sợ. Xây ra 10 triệu HP thì lại là chuyện nhỏ rồi. Cứ đứng cho thanh niên đấy trưởng thôi. Làm gì mình, ok. Làm sao đây, hạng 12 dễ dàng như trở bàn tay. Tiếp theo là hạng 10, chiến lang không à. Chiến lang không, 1 triệu 1 triệu HP. Ok, khiên lên cho thanh niên này đấm. Biết ngay là trái đất mà. Mấy thanh niên mà cứ tầm 1 triệu HP ấy, nghi là trái đất lắm anh em ạ. Mà trái đất thì sao? Trái đất thì có phần trăm hút khá là khó chịu đây. Như thanh niên này chẳng hạn đang hút rất là ghê đấy. Mình phản sát thương như thế mà thanh niên đấy hút ghê nhở. Ai à, hút nửa cây luôn kìa. Trời ơi. Nếu mà gặp những thanh niên hút như thế này, anh em có thể dùng set sức đánh vào và bem chết luôn cũng được nha anh em. Không phải sợ. Chiến lang đi. À, chưa đi à? Thanh niên chiến lang này được nhở? Được của nó đấy nhở? Ai à? Hạng 10 rồi anh em. Tiếp tục hạng 8 là cần thị cỏ à? À, thanh niên chơi cần 7 triệu HP này. Xảy ra à? Xảy ra đúng không? Ui, xảy ra. Xảy ra thì làm sao có tuổi với mình. Đấm đi. Đấm nhiệt tình lên. Trời ơi. Yếu ớt quá bạn ơi. Yếu ớt thế nhở? Yếu ớt vậy ta. Đấm nhiệt tình lên bạn. Trời ơi, lại bật khiên à.
Đây đây đây, cơ hội của mình sắp đến rồi. Thanh niên đấy cũng sắp hết máu rồi. Hết máu một cái mình cho một Kame là đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Thanh niên này có full HP. Ma quê thực sự. Ai à, thanh niên này làm mình quê một lần nha. Được đấy. Vậy thì đỡ hết khiên. Lại phải đỡ hết khiên rồi anh em ạ. Cay nhờ. Bạn là mình hơi quê. Hơi quê rồi nha. Bạn đi cho mình. Ai à, bạn trâu thế. Bạn trâu thế. Bạn hút HP trâu thế. Ok, hạng 8 rồi nha anh em. Tiếp theo là hạng 6 là Hào Nè. Hào Nè 3 triệu 9 HP như là trái đất. Nghi lắm. Trái đất đúng không? À, xảy ra. Xảy ra thì lại là dễ rồi. Lại là dễ leo top rồi. Lại là biếu top cho mình rồi. Ok, xin cái top 6. Tiếp theo là top 4 là Root Lady. Root Lady 99 5 triệu HP trái đất à? À, xảy ra thì lại dễ. Nó lại là dễ rồi. Nó lại là đơn giản rồi anh em. Cứ tưởng cái gì cơ. Nhưng mà gặp xảy ra ở trên võ đài là mình cực kỳ thích. Cực kỳ thích. Ê, chưa chết à? À, thế này có hút à? Ok, hút đi. Hút đi bạn. Hút đi bạn. Đợi bạn hết khiên rồi mình giết bạn thôi. Nó lại là dễ mà. Một chóa này. Ai à? Không chết được. Những thanh niên có hút mà như kiểu là phản sát thương lại, mình không giết được nó nhá, cay vãi. Ok, mình hết item, đợi tí mình ăn vào. Mình cũng 7 triệu 6 HP đấy, không phải ít đâu nha anh em. Anh em nào mà chiếm top của mình là cũng coi chừng đấy. Nhưng mà sắp tới thì mình cũng định úp thêm con đệ. Thế nên là, à đây, thời cơ đến rồi. Thì thế nên là anh em nào cứ lấy top lại đi, hôm nay mình leo vui vui thôi. Tiếp theo là bi rút, ui 6 triệu HP này. Không biết là trái đất đúng không? À, xảy ra. Ô, xảy ra lại là dễ rồi. Mình lại cứ tưởng gì cơ. Xảy ra lại cứ là dễ nha anh em. Anh em nào mà chơi trái đất leo cái top siêu hạng này chỉ thích gặp xảy ra thôi. Tại vì nó dễ vãi nổi. Tại vì giết dễ vãi nổi. Ok, hạng 2. Ôi sao leo dễ thế. Hạng 1 là Namek à. Namek lại càng dễ nha anh em. Namek lại càng dễ. Dễ hơn cả xảy ra luôn. Ok. Ok, đấm mình đi. Đấm mình xong rồi tự nhiên hết máu luôn ạ. Vãi cả nổi. Ok, thì đợi bạn hết khiên. Ô, thế leo top 1 dễ thế à? Ô, thế top 1 server 6 dễ thế à? Sao nhiều anh em comment bảo dưới mình server 6 toàn quái vật nhở? À đù, sao lạ thế nhở? Chuyện lạ Việt Nam à? Hơi lạ nha. Đợi bạn hết khiên rồi mình giết bạn thôi. Ơ, thế hóa ra là top 1 khá là dễ đấy nhỉ? Nhanh, thanh niên này hết khiên lẹ đi bạn. Để mình xin nhẹ cái top 1 cho nó oai cái nào. Trước khi mình lên núi tiếp nào. À, khiên lâu đấy. Được của nó đấy bạn. Được của nó đấy bạn ơi. Bạn này hút thì cũng khá ghê. Hút thì cũng được, khiên thì cũng ổn. Nhưng mà chết dưới tay mình thôi. Sao? Anh à. Hút ít thôi. Trời ơi. Dễ thế nhờ. Cờ rút nè nè chính thức lên top 1 giải siêu hạng. Clip của mình cũng đến đây là kết thúc. Goodbye anh em. Và cuối clip rồi thì anh em nào mà chưa biết tin gì thì hãy truy cập ngay bánvàngọc.vn. Giá ngọc đang cực kỳ ưu đãi cho anh em. X6.5 nha anh em. Đây X6.5 tức là 100k anh em nhận ngay 650 ngọc đấy chứ không phải ít đâu anh em. Giá ngọc này là giá ngọc cực kỳ ưu đãi trong dịp Tết dành cho anh em nha. Thì để mua ngọc anh em nhớ đọc kỹ những yêu cầu trước khi mua ngọc ở đây nha. Đó chính là nhân vật phải đến được siêu thị và thoát ra trước khi mua ngọc tại đây nha anh em. Có ít nhất một ngọc trong hành trang để ký gửi. Tiếp theo là hành trang phải có một ô trống và không cài mật khẩu dương nha. Khi đủ 4 yêu cầu này rồi thì anh em hãy lăn xuống và chọn vũ trụ này. Đánh tài khoản, mật khẩu nick anh em vào và nhập số tiền vào thôi. Nói chung là cực kỳ đơn giản, nhập số tiền ví dụ là 100k và đây nó tự tính cho anh em số ngọc nhận được nha anh em. Thì đây, anh em phải chọn vũ trụ đã rồi nó mới tính cho anh em được. Đấy, được 651 ngọc nha anh em. Đó, sau đó anh em nhập mã captcha và ấn mua ngọc là ok, cực kỳ đơn giản luôn. Và mỗi cái mua ngọc này xử lý chỉ cần mất 30 giây thôi, cực kỳ nhanh nha anh em. Ngoài ra giá vàng đang x6k. 100k nhận ngay 600 triệu vàng, cực kỳ đơn giản nhá. Thì anh em nào có nhu cầu hãy truy cập ngay bánvàngọc.vn nhá.